long vạn dặm, muôn trượng hoa sơn. Môn phái mới hoa sơn thuộc tính độc băng quyền hỏa, đặc điểm nội ngoại công đánh tầm xa, tuyệt kỹ chiến phái ngũ nhạc phi quân, kim dạng hoành không, hoa nhạc tam thiên, hiếu phong tố mộc, ký tinh lạc nhạc, diệm vũ cuồng phong, xuân hồng hóa thổ, hà vân yên vũ, vạn tượng xâm la, võ học kiếm tông, bộ pháp linh hoạt. Môn phái hoa sơn chính thức có mặt trong phiên bản mới hoa sơn ảnh kiếm. Tân Thiên Long Mobile VNG, trực tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.